Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Được Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thầy Tử Vi tiết lộ bí mật tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, hợp vía thần tài, bất ngờ nổ lộc trúng lớn, đổi đời giàu ú ụ trong 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, có nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì. Nhưng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực cố gắng thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng phía trước. Bên cạnh đó, sự tích cực và lạc quan cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều điều tốt đẹp và phước lành. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa vui sướng, khổ đau được gieo đến, mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai khi sinh ra cũng mang trong mình căn số đắc tài phú quý, giàu có, may mắn đủ đường. Nhưng để có được thành công, họ đã phải đánh đổi bằng những năm tháng cơ cực mệt nhọc, tấm thân bằng tất cả lòng nhiệt huyết và nỗ lực của mình. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, mới đây nhất, theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời, thì trong số 12 con giáp, bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 chính là con giáp có vận số biến động lớn nhất, khôn lường ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời, thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sát về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy Tử Vi cũng dự báo, vận trình của con giáp tuổi Nhâm Tý có những điểm sáng bất ngờ, do được thần Phật phù trợ. Nhâm Tý là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả, đặc biệt là trong 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024 tới đây, vận trình của bản mệnh sẽ như cá gặp nước, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét nứt két. Đặc biệt nếu bản mệnh tránh được 3 điều cấm kỵ này thì cuộc sống sẽ an nhàn, sung sướng từ nay đến cuối đời. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Xét về quá khứ, Nhâm Tý đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công rồi, bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Nhâm Tý chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời, theo mong mỏi trong quá khứ. Không thể nói là Nhâm Tý không có thành quả, họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có một phần tiềm năng cùng một phần nỗ lực thì nên có được một phần thành quả. Còn với Nhâm Tý, một phần khả năng của họ cùng hai phần nỗ lực vào thân mới đổi được bốn phần thành quả vào người, cũng gọi là có chút quả ngọt nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa là vì vận may hay là vì nhân tâm. Nhân tâm hay giản đơn là vận số của Nhâm Tý quy định rằng họ không được hưởng đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên, cuộc hành trình 10 năm một vòng đại vận đã sắp kết thúc. Nhâm Tý hiện tại 53 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú. Nó là đoạn thăng trầm lên voi xuống chó, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đủi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan, bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc, phần xoay rèn tâm luyện tính cho Nhâm Tý, hình thành nhân cách, tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Nhâm Tý trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn kế mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tự thành trong Nhâm Tý. Trước tiên,
ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học và vận số tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Cuộc đời nhiều vất vả, hay phải lo nghĩ, số không gặp được nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi được ưu ái, sẽ có cơ hội tạo lấy danh vọng tiền tài, vật chất đầy đủ. Vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình con cái cũng thành đạt. Tuổi Nhâm Tý tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn, đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì khó khăn. Nhâm Tý thường che giấu tính cách bướng bỉnh, không chịu khuất phục ai bởi vẻ ngoài đơn giản. Sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng kiệm lời. Tuổi Nhâm Tý duyên dáng giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm. Đa số Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 là người thông minh, năng động, lại vui tính, tốt bụng, có tấm lòng bao la rộng lớn, luôn yêu thương che chở cho những người xung quanh. Họ cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Họ thường cho đi mà không cầu nhận được báo đáp. So với những mệnh mộc khác thì Nhâm Tý tang đố mộc có phẩm chất tốt, nổi bật là sự quyết đoán sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Nam mệnh tuổi Nhâm Tý là Thiên Quý Tinh, vốn tính thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, nam mệnh tuổi Nhâm Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa, đa tài, đăng nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc, Nhâm Tý nam mệnh khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, nam Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống giàu tình cảm, yêu thương, quan tâm chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý giàu cảm xúc, có sự linh hoạt mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người, dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ Nhâm Tý cũng gặp phải những chuyện trái ngang do sự mềm dẻo trong tính cách của mình, có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần. Đây là dạng chuột luôn tiến bộ hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mà họ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình, nữ Nhâm Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Tuy cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên, lúc xuống, hay phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái. Sau hôn nhân, cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Và tháng năm âm lịch 2024 tới đây chính là tương lai tươi sáng của tuổi Nhâm Tý. Nhờ các tinh soi chiếu, quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió. Một tháng vượng vận quý nhân, được cát khí hỗ trợ về nhiều mặt, bạn làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, công danh, tiền bạc viên mãn. Dù bản mệnh đang làm nghề gì cũng nâng cao được chỗ đứng của mình trong ngành. Bạn đầu tư thì sinh lời nhanh chóng, làm công ăn lương thì được thăng chức, tăng lương. Chẳng những sự nghiệp tài chính của Nhâm Tý trong tháng năm âm lịch này cũng vượng phát bất ngờ. Nhiều cơ hội phát tài phát lộc xuất hiện trước mặt bạn, và điều mà bạn cần làm chính là nhanh tay nắm bắt thời cơ thuộc về mình. Đầu tiên là tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng năm âm lịch 2024. Tháng năm âm lịch là tháng Canh Ngọ, bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 6 năm 2024 dương lịch, kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024 dương lịch. Có thiên can là Canh Kim, địa chi Ngọ Hỏa, đặc trưng tháng là Thiên Khắc, địa sinh như hỏa tàng nguy hành, hướng tốt là hướng chính nam và chính bắc, hướng xấu là hướng đông và trung cung. Ngày tốt là ngày 26 và ngày 28 tháng 6, ngày mùng 2 và ngày mùng 4 tháng 7 dương lịch. Ngày xấu là ngày 19 và ngày 20 tháng 6,
ngày 13 và ngày 14 tháng 7 dương lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, tháng 5 âm lịch không phải là một tháng xuân sẻ đối với người tuổi Nhâm Tý. Bản mệnh là người có kiến thức, có năng lực, song không vì thế mà bạn tránh được những rắc rối, thậm chí có những thời điểm còn là nguồn cơn đẩy bạn vướng vào thị phi. Dưới tác động tiêu cực của cục diện Tý Ngọ tương xung, bản mệnh khó giữ được tinh thần ổn định, tính cách nóng nảy, suy nghĩ cực đoan, khiến bạn dễ vướng vào những mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp. Thậm chí những việc bạn làm ở thời điểm này còn có thể gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ về lâu, về dài. Phương diện tài lộc cũng không có điểm sáng nào đáng kể, thậm chí do hung tinh đại hao xuất hiện, bạn còn dễ phải tiêu tốn tiền bạc vào những lĩnh vực không cần thiết, không chính xác. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý khuyên rằng, để có thể tránh rơi vào cảnh cháy túi, bản mệnh nhắc nhở bản thân hạn chế chi tiêu, tránh thói ham vui chơi bời, phóng đãng hoặc nhẹ dạ cả tin. Chuyện tình cảm cũng khá ảm đạm khi vợ chồng bạn thường xuyên giận hờn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, vì mong muốn không được đáp ứng, nên đôi bên khá lạnh nhạt với nhau, ai lo việc của người ấy. Khi nhân duyên khác giới quá vượng, bản mệnh cần phải cẩn trọng trước sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Theo dõi vận trình tử vi tuần mới 12 con giáp nhận thấy, trong tuần đầu tiên của 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch, vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Nhâm Tý có thể xảy ra một số trở ngại. Nhưng đó là tiến trình thông thường mà bạn cần trải qua để phá tan sự bình ổn. Hãy đón nhận những thay đổi này với thái độ tích cực, rồi cuộc sống của bạn sẽ sớm trở nên vui vẻ trở lại thôi. Tử vi tuần mới của 12 con giáp, khi bạn tìm được động lực riêng làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình, cũng là lúc vận trình tình cảm được tăng tiến. Bản mệnh có được những đối tượng như ý tìm hiểu, những cặp đôi thời gian này cũng có cảm giác gần gũi và thân thuộc hơn. Nếu muốn thu lợi, đòi tiền trả nợ, thì bản mệnh nên ưu tiên thời điểm đầu tuần, vì có chính tài nâng đỡ và giúp sức, khó khăn sẽ ập đến vào cuối tuần, bản mệnh nên cố gắng gói ghém mọi việc từ sớm. Con giáp tuổi Nhâm Tý có chút chạnh lòng khi thu nhập của gia đình thời gian này không được tốt, mà việc mua sắm ngày càng tăng trong thời điểm hiện tại, cộng thêm tác động của tiểu hao. Nhìn qua tưởng là những khoản nhỏ, nhưng tính tổng nó cũng là một khoản khá lớn so với thu nhập. Bạn cần hạn chế mua sắm một thời gian ngắn để đảm bảo kinh tế gia đình đã nhé. Tiếp theo sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tý không nên trông mong vào những bước tiến vượt bậc trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này. Thậm chí bạn tìm cách làm sao để giữ vững vị thế của mình, không để kẻ xấu hãm hại đã là tốt lắm rồi. Cục diện tương xung chiếu mệnh, dù bản mệnh có tài giỏi và giàu kinh nghiệm đến mấy thì cũng khó tránh khỏi sự nghi ngờ, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Điều bản mệnh cần làm là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, thử lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh xem sao, không nên khăng khăng với ý kiến của bản thân mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, con giáp này cũng thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần thiếu tập trung. Nếu không nóng nảy gây mâu thuẫn với người khác, thì cũng ham vui không muốn làm việc, thậm chí những người ít kinh nghiệm còn dễ nghe theo lời xúi giục của người xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, theo tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý thấy rằng mọi sai lầm đều có thể sửa chữa khắc phục được nếu bạn nhận ra kịp thời và có quyết tâm thay đổi. Các tinh giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy nếu bạn mạnh cư xử khéo léo hơn, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thì đến khi bạn vướng phải rắc rối, xung quanh cũng sẽ không thiếu người trợ giúp. Đồng thời, khi bạn hạ kết tôi của bản thân xuống, lắng nghe đồng nghiệp, cấp trên nhiều hơn, bạn cũng sẽ nhanh chóng nhận ra sai sót và tìm được định hướng sửa chữa. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Tý nhìn chung là ảm đạm, do phải chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung, công việc xảy ra nhiều sự tự cố, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp cũng có xu hướng gia tăng, nên các kế hoạch chủ yếu dậm chân tại chỗ, chưa có bước tiến nào đáng kể. Nếu người làm công ăn lương muốn nhận các khoản tiền thưởng nóng, thì có lẽ là bạn sẽ phải thất vọng. Con giáp này nên cố gắng hơn trong khoảng thời gian sắp tới và mong chờ vào các khoản tiền thưởng trong tương lai. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần bớt tính nóng nảy và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút. Dù bạn có tài giỏi đến mấy, mà ăn nói khó nghe thì cũng khó có thể hợp tác thuận lợi được với mọi người xung quanh. Hãy phân tích quan điểm của mình rõ ràng, rành mạch thì mới có thể thuyết phục được người khác, khiến việc hợp tác trở nên suôn sẻ. Đồng tiền chảy về trong túi do có nguyệt lệnh lâm thai tác động, người trẻ tuổi
người ít kinh nghiệm không nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn nên kiểm chứng thông tin, tham khảo ý kiến từ nhiều người trước khi đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng. Trên phương diện chi tiêu, cục diện đại hao xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ 5 ngày đầu tháng năm âm lịch này, bản mệnh sẽ có rất nhiều khoản chi tiêu mà không thu hồi được vốn. Vì thế, bạn cần hết sức cẩn trọng khi rót vốn đầu tư, nếu không dễ rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn hạn chế tiệc tùng hội hè, không chạy theo xu hướng mua sắm của số đông. Tốt nhất hãy chỉ dành tiền cho những mục đích thật sự chính đáng. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong 5 ngày đầu tháng năm âm lịch. Theo tử vi 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, con đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tý cũng không có dấu hiệu lạc quan, đặc biệt nếu như bạn là người đã lập gia đình, cục diện tương xung khiến cho quan hệ tình cảm của bạn và người ấy xuất hiện nhiều mâu thuẫn, lại thêm tính khí nóng nảy, cực đoan, suy nghĩ cố chấp, đôi bên luôn đưa ra những ý kiến trái ngược nhau mà không ai chịu nhường ai. Nếu bạn không chú ý đến cách hành xử nói năng của mình, thì chiến tranh lạnh xảy ra là điều tất yếu. Hơn nữa, bạn cần chú ý hơn đến các mối quan hệ xã giao của mình, chủ động giữ khoảng cách thích hợp với những kẻ có ý đồ không lành mạnh. Dù vợ chồng có đang trục trặc, lạnh nhạt với nhau đến mấy, thì bạn cũng chớ nên có tư tưởng ngoại tình, gây tổn thương cho những người thân thương gắn bó nhất với mình. Người có độc thân cần nhắc nhở bản thân, nên chân thành trong chuyện tình cảm, đừng để cục diện nguyệt lệnh lâm thai tác động, khiến mình trở thành một kẻ trăng hoa đa tình. Nếu bạn không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thì bạn cũng khó có thể tìm được một người nghiêm túc thật lòng với mình. Những mối quan hệ vui chơi qua đường sẽ nhanh chóng khiến bạn cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, thậm chí trước lấy tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 trong 5 ngày đầu tháng năm âm lịch. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý nhìn chung ổn định trong tháng này, dù phải đối mặt với nhiều sự cố, rắc rối không mong muốn, song bạn vẫn nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn, không chìm đắm trong những suy nghĩ bi quan, đau khổ. Để tinh thần được nhẹ nhõm hơn, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết vấn đề, bạn nên tâm sự với người thân hoặc những người đi trước đáng tin cậy. Họ sẽ sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích. Dù là khi công việc chồng chất, sự cố liên tiếp xảy ra, bạn cũng nên cố gắng cân bằng cuộc sống và công việc, dành thời gian để nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe. Chỉ khi nào có sức khỏe, bạn mới có thể mạnh mẽ đối đầu với thách thức trước mắt. Quý khán giả thân mến, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng, tính cách, thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém, bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hanh thông, tránh được xui rủi khó khăn. Vậy tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, tuổi Nhâm Tý nên lựa những tuổi này làm ăn thì sẽ có kết quả tốt đẹp về tiền bạc. Đó là những tuổi Bính Thìn 1976, tuổi Giáp Dần 1974, tuổi Canh Thân 1980. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý còn nên hợp tác với người tuổi Nhâm Tuất 1982. Theo tử vi 12 con giáp nhận định, người tuổi Nhâm Tý làm việc theo kế hoạch, họ tính toán sao cho có thể phát huy hết năng lực của mình. Họ cũng là người làm việc có quy tắc, họ hiểu mình muốn cái gì và cần phải làm gì để đạt được nó. Vì thế, khi kết hợp làm ăn, tuổi Nhâm Tý nên kết hợp với các tuổi sau đây. Tuổi Nhâm Tý hợp tác làm ăn với tuổi Sửu. Hai người này ở cạnh nhau có thể khiến cho vận trình của cả đôi bên đều có lợi. Người tuổi Nhâm Tý và người tuổi Sửu tuy không nói nhiều với nhau, nhưng tính cách người tuổi Sửu là trung hậu, thật thà, chăm chỉ, dũng cảm, mà người tuổi Nhâm Tý thường khá khéo léo, linh hoạt. Thế nên hai người này làm ăn với nhau sẽ có tác dụng bổ trợ, khiến hai tuổi này hợp tác với nhau rất phù hợp. Tuổi Nhâm Tý hợp tác làm ăn với tuổi Thân. Xem tuổi hợp làm ăn, người tuổi Thân và người tuổi Nhâm Tý có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng hai tuổi này ở cạnh nhau một cách khá cực đoan. Trong mối quan hệ này, người tuổi Nhâm Tý luôn ở bên bị động, luôn phải chịu thiệt thòi. Nếu hai người hợp tác trong công việc, người tuổi Nhâm Tý cần phải độc lập, không nên tôn sùng người tuổi Thân một cách mù quáng. Còn trong hôn nhân, hai người này lại giống như một cặp trời sinh, hôn nhân của họ sẽ dài lâu và hạnh phúc. Tuổi Nhâm Tý hợp tác làm ăn với tuổi Thìn. Người tuổi Nhâm Tý và người tuổi Thìn có thể giữ mối quan hệ hữu nghị, trở thành những người bạn tốt của nhau. Hai tuổi này có một sự ăn ý ngầm với nhau, sự ăn ý này sẽ khiến cho kết quả hợp tác của họ vô cùng lý tưởng. Quý khán giả thân mến, cuộc đời bạn đang được đặt ở đâu và giá trị lớn nhất của bạn là gì? Phải chăng giá trị lớn nhất của đời người chính là việc chúng ta có thể tự ý thức được giá trị của bản thân trong cuộc sống hay không? Câu chuyện tiểu hòa thượng đi bán đá bên trong liệu có phần nào khiến chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình, rằng ta nên bán bản thân ở một hoàn cảnh như thế nào? Ở chợ rau, bảo tàng hay tiệm đồ cổ, ta nên tìm cho bản thân một nơi như thế nào để tồn tại và chứng minh năng lực của bản thân? Mình không sợ người khác coi thường,
chỉ sợ bạn tự coi thường chính mình. Ai nói bạn không có giá trị, trừ phi bạn coi mình giống như tảng đá bị vùi dưới bùn lầy kia, không một ai có thể quyết định cuộc đời bạn sẽ ra sao. Bạn lựa chọn con đường nào để đi, nó sẽ quyết định tương lai cuộc đời của bạn, sẽ phát triển theo hướng như thế ấy. Một người không biết bơi, dù có đổi hết hồ bơi này đến hồ bơi khác, thì cũng không thể thay đổi vấn đề. Một người không có năng lực, dù có thay đổi hết chỗ làm này đến công việc khác, thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Một người không biết cách kinh doanh, dù có hợp tác với người nọ, người kia, giới tính nào thì cũng chẳng làm được gì khác. Một ông chủ mà không có đầu óc quản lý, thì thành công sẽ chẳng bao giờ kéo dài. Bản thân ta chính là nguyên do của tất cả. Muốn thay đổi mọi chuyện, trước hết phải thay đổi chính bản thân mình. Học cách thay đổi từ bản thân trước, sống với cái tôi quá lớn sẽ tự làm mình đau khổ. Vì thế, giá trị lớn nhất của đời người chính là việc chúng ta có thể nắm giữ được số mệnh và quyết định được giá trị của bản thân nằm ở đâu hay không. Chỉ khi nắm được điều đó, ta mới có thể phát huy được bản thân và gặt hái được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thành công chính là thế đấy. Hãy suy ngẫm về bản thân mình xem mình có năng lực gì và cần khắc phục điều gì. Hãy đặt mình vào một nơi xứng đáng có thể tỏa sáng. Hay tương lai có tốt đẹp hay không là do chúng ta lựa chọn. Quyền quyết định nằm trong tay chúng ta, cũng giống như tảng đá của tiểu hòa thượng. Khi được bán ở một nơi tầm thường, ai cũng có thể mua bán được. Và khi được bán ở một nơi đắt giá như tiệm đồ cổ, rõ ràng giá trị đã hoàn toàn khác nhau. Vâng, thưa quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý, sinh 1972. Video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.